Hello, nhà nay mình đi phụ làm cổng đóng nha cả nhà. Đây là mấy anh em với mấy chú mấy bác đồ đang làm nha. Cái nhà cùng làm với gia đình nha. Dẫn chút xin cái nữa. Xíu à. Rồi, xóa đi. Cái nhà thấy làm này muốn cái vợ luôn cả nhà. Cái ô cam này muốn cái vợ rồi đó. Mình đưa luôn đó. Dạ là điện hỏi làm đóng chưa vậy? Dạ điện hỏi làm đóng rồi chưa? Quay cho nó coi. Bó này nè. Nhà có xem clip này đừng quên ủng hộ Phương có tiền của lóc nha nha. Xong hết nha, tao nghĩ tao vô bạn hỏi nước mà không quay chứ chưa mày quay cái gì vậy đó kia à. Thấy chưa, lộ mà làm không ai làm mà làm rồi quay có người nước cũng bị chê lắm đó. Đây. Không đại đi nó ngang đây được rồi chứ nó thấp nó đụng đầu ta đi không có sợ tao vừa đây không tới đó đó thấy không còn vừa nó tục á cũng thích nghe vừa họ mới cắt đâu đúng đỉnh đeo vậy không có cắt đâu đúng đỉnh đi ừ, cắt cái đó đó không đỉnh đeo đi cắt quá quá biết không cha mua hai ký rượu heo về đeo đồng hồng đó thôi cắt ông đỉnh vô lẹ coi để không đấu quyền thì rồi mày coi thôi mày thấy bỏ mắt mày tỉnh lại nữa học tôi sẽ được đâu hấp sửa sửa đi chơi không nó mắc đâu mà chơi này ấy rồi dùng nó không được hỏi cổ gì coi ở dưới nó mắc thôi đó là làm lớn để nhà hàng không làm chi đem cái xe này chơi có thằng nó ai dạy nó đâu đó thôi lên là khở nè.
Đây là thợ đang làm nè. Không đậu không? Thợ hồ mà giờ thợ bông này luôn, làm bông luôn ớt không? Đổ cái xuống chút, cao quá. Rồi bên kia thợ già. Làm bằng dép vô. Bằng dép vô. Cánh này, cánh này xưa nha cả nhà. Ôn lại ký ức xưa hả? Thu tiếng nói ra luôn. Khi nào nói chuyện dần dò thu ra luôn. Bây giờ đây là bông, cái này là dừa nước non nha. Ở dưới nó đụng mấy hạt này nè.
cái đó giờ khoan đâu được, khoan có đè nó bể gãy luôn á. Đây người ta đang tiêu gèm cho cái nhà. Tiếp công chuyện. Để cho đi anh em vô tắm nữa luôn. Cổng này với cổng tàu nữa chưa cái lắp ông vừa mới tắm. Cổng này ngang nữa, chưa du lịch vô được người. Cậu mấy cổng đấy coi chừng mấy cậu kêu người ta gắn chứ. Cậu không gắn hả? Cậu có, cậu tắm mà nó mà mướn vô nó làm. Qua qua tí dép luôn à. Dòng phụng nữa không à. Ừ. Cái đuôi sâu sọ. Nghe không? Vào mấy người có nghe không? Cô đứng lên. Nghe rồi cậu. Ôi, đừng chặt lên đó, rớt xuống túng nghe mà con. Ôi, vào bỏ dưới. Nó nãy vừa nói gì? Lấy. Giữ nó vô trong kia nè. Đó, mày chấp nhận mày giữ nó, mày giữ nó biết cái gì đâu mà nó còn phá mà. Vô, hai thằng vô để nắng ha. Cuốn một cái cho thì nén không vô. Không? Ừ. Rồi có nổ rồi. Quét mặt luôn hả? Thiệt xanh luôn á. Cái quần không cục cục mặt cho nhỏ mặt cái quần bít cái giò luôn. Hai cái đắng bởi phun cho heo. Vô đi con. Ê, thank you.
đâu khung lùa lấy khung bịch luôn ấy. Chè cái đó đó đúng. Giờ thùng đồ hết rồi không? Ui. Hấp. Sáng đây thùng đồ hết không? Chắc nghiền ná ra. Rồi nói đây thắt má rồi. Này không được, cái trụ nó đậm cái gì hết mùa không còn nhà quá. Tại vì hoài đụng đỉnh nha cả nhà. Hoài đụng đỉnh nè. Hồi nãy mấy hoài làm gì không? Tính làm hồng xuống gì? Có hoài sao lũ? Đây là chuẩn bị làm cái màn nha, làm màn để ngay cái cổng á. Gì bỏ cái cọng nó ra hết hả? Ừ. Bỏ cọng ra mới bấm được. Nó không thấy tập gì nè. Sao? Sáng chơi đâu mà? Dạ sao á? Sao đừng nó quan ổng đi chưa? Thấy là kêu mình khám vô, mình làm ổng. Ổng hứa nãy rồi, ổng hứa tháng rồi, ổng không làm được gà làm sao mà ổng nhiều. Gà vào trước nha. Tôi đi vô buồn ngủ rồi, cô táo vô thôi, làm gì luôn. Mình xong vô nhà quay ăn rút, làm ăn uống đây. Quay đi, để hết thời gian. Nước nha. Định tên 15 phút thì cố gắng rồi xin nửa tiếng cũng có lấy. Dán hết hôm nay cho nó đủ rồi. Ngày 804 mấy rồi, ngàn người đủ. Tết đi nhậu cầm quay luôn. Cầm chứ. Cái dán đeo chứ. Như cho tôi đủ ấy, như giờ chưa đủ á. 4.000 giờ. Rồi mày lấy cho đây, mày lấy cho. Ừ.
mấy người kia đó hỏi ở lâu nó ở nhà nghe lại hỏi biết ở Bắc không thì sao không biết. Đi bữa nào vô quay cái đó chết không mở cửa không ta. Mình đi đâu còn gì nước không học. Trời ơi ra thấy hai tái chuyện gì rồi để lên tàu coi. Hỏi ông tay nào bị trái dài nhìn thấy hai tay để lên. Ông ấy lên đến thấy hai tay xuống chữa đâu quá. Để trời ơi, thấy con gà ông mười thấy thảm sầu ghê, ôm nguyên cái hàu hơi ruột. Alo. À, xuống chú mười nè anh ơi. Đang đâu hả? Ờ, à, đi chiếu rồi về đi. Chuyện. Không chuyện. Đây là kiếm tiền bác ơi. Đây là YouTube, là YouTube kiếm tiền. Sữa thằng gà có giá
có con hái cũng chừng chắc vài trứng nữa thấy cũng ngon rồi. Giá gì cũng vậy, có mười mấy ngàn ký. Nâu nâu không à? Đụng luôn gan rồi. Hôm nay đụng luôn gan cũng tụt rồi. Thúc rồi đó. Đây là teo lên rồi, chuẩn bị bấm nha cả nhà. Chút đi rồi quay. Người ta phải từ đầu tới cuối, cô mới hấp dẫn. Chỉ người ta, ta làm, không chỉ sao người ta biết. Mày với ẹp chỉ gì. Nó dừa này mắm nó cứng nè. Mắm mặn nó dừa. Dừa nước nè. Xa 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 có ông bác ông chạy xe đạp thấy cưng ghê. Đẹp quá, đẹp tay luôn. Quá đẹp tay. Lên được hút rồi nha, trung cũng được 70% rồi đó. Đây cái nhà đang ém đỉnh nha. Buồn đỉnh này là cái mình cắt ra mình treo như hơi xe tiêu vậy á. Mua tử mình máng nó luôn à. Mua tử luôn không? Ừ. Đây dưới bộ tử này, mua bộ tử đi. Bộ tử nhà dưới nhóc kìa. Tiêu xanh. Tiêu xanh á. Xanh này là nướng đồ bỏ vô cũng được. Tiêu xanh nướng đồ. Đây là xong một lúc cũng xong cả nhà ơi. Cũng chưa có xong mấy cũng tương đối rồi.
Mời clip mình đây kết thúc nha, cả nhà có xem video đừng quên ủng hộ và đăng ký kênh nha. Bye bye.